với cái miền đất cửa biển, người phụ nữ của chúng ta có vẻ đẹp cả về tâm hồn, trí tuệ và thể chất. Nhưng chúng tôi xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới Hải Phòng đó là trung hậu, đảm đang, tài năng sáng tạo và cụ thể hóa các cái tiêu chí của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Quý vị và các bạn thân mến, những bó hoa tươi thắm, những món quà tặng xinh xắn và những lời chúc tốt đẹp đang được dành tặng cho những người phụ nữ thân thương của chúng ta. Không khí rộn ràng của Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 đang tràn ngập nhiều không gian. Và nhân dịp này, chuyên mục vấn đề hôm nay sẽ đề cập tới một trong những nội dung quan trọng mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang triển khai, đó là phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Ở chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay có sự tham gia của đồng chí Vũ Thị Kim Liên, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Trước hết, xin đồng chí cho biết hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới mà Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đang xây dựng và hướng tới sẽ là hình ảnh người phụ nữ như thế nào ạ? Để phù hợp với xu thế của thời hiện đại, thời công nghệ số thì Đại hội 13 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Đối với thành phố Hải Phòng thì chúng tôi cụ thể hóa thành xây dựng người phụ nữ bốn có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Và với miền đất cửa biển, người phụ nữ của chúng ta có vẻ đẹp cả về tâm hồn, trí tuệ và thể chất. Nên chúng tôi xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới Hải Phòng đó là trung hậu, đảm đang, tài năng sáng tạo và cụ thể hóa các cái tiêu chí của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Có rất nhiều những cái đặc điểm chung của người phụ nữ Việt Nam nhưng mà có những cái bản sắc riêng của phụ nữ Hải Phòng nữa phải không ạ? Vâng, đồng chí có thể cho biết một số những kết quả quan trọng mà chúng ta đã đạt được trong quá trình thực hiện phong trào thi đua xây dựng hình ảnh người phụ nữ theo mục tiêu và định hướng mà chúng ta đã đề ra. Sau hơn 2 năm triển khai phong trào thi đua mới này thì phụ nữ thành phố Hải Phòng đã tuyên truyền hết sức là sâu rộng, phát động sâu rộng trong các cái tầng lớp phụ nữ. Và phong trào thi đua đã đi vào cuộc sống và đã cụ thể hóa các cái tiêu chí của phong trào thi đua để đối với từng người phụ nữ ở từng vị trí và cổ vũ, khích lệ, động viên và khơi dậy cái khát vọng cống hiến của người phụ nữ thành phố Hải Phòng. Và chúng tôi cũng rất vui mừng là chúng tôi xây dựng được rất nhiều các cái tấm gương người phụ nữ Hải Phòng tiêu biểu, đó là những câu chuyện điển hình để có thể truyền cảm hứng cho các phụ nữ của thành phố. Và thông qua rất nhiều các cái mô hình rèn luyện cụ thể đối với từng người phụ nữ và ở từng cái vị trí khác nhau thì mỗi người phụ nữ chúng ta đã có những cái đóng góp rất là quan trọng cho phong trào thi đua này. Có rất nhiều cái mô hình, các cái cuộc thi, các tấm gương tiêu biểu đã lan tỏa phong trào thi đua để mỗi người phụ nữ thành phố Hải Phòng chúng ta đã tự rèn luyện, tự phát huy cái nội lực. Và Hội Phụ nữ thành phố thì như người tiếp sức, khơi dậy, truyền cảm hứng để cho mỗi người phụ nữ của thành phố Hải Phòng chúng ta thực hiện tốt phong trào thi đua này. Chúng tôi có các chương trình như là liên hoan phụ nữ Hải Phòng tài năng sáng tạo, các cuộc thi để khơi dậy các ý tưởng sáng tạo của phụ nữ thành phố. Có rất nhiều cái hoạt động tuyên truyền giáo dục để tạo cái cơ hội cho phụ nữ thành phố có thể tham gia được các cái hoạt động để thực hiện cái phong trào thi đua rất là mới này. Có thể thấy là cái phong trào thi đua này đang được triển khai sâu rộng với nhiều những cái hình thức rất là phong phú phải không ạ? Bối cảnh mới thì tạo ra không ít những thuận lợi nhưng mà cũng đặt ra không ít những cái thách thức cho phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ làm gì để hỗ trợ các hội viên của mình phát triển bản thân, khẳng định vị thế, trở thành những người phụ nữ Việt Nam thời đại mới? Để xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới thì hội cũng phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp thu hút được đông đảo hội viên đến với tổ chức hội. Và chúng tôi xác định phương châm là ở đâu có phụ nữ thì ở đó có hoạt động hội, tức là hội viên phải đến được với tổ chức hội. Mà muốn hội viên đến với tổ chức hội thì hội cũng phải có những cái hoạt động rất là kịp thời để hỗ trợ hội viên. Thứ nhất là hỗ trợ hội viên để phát huy cái năng lực bản thân, cái tri thức, bằng cách là chúng tôi khích lệ, động viên, truyền cảm hứng cho hội viên để hội viên có thể có những cái cơ hội để tham gia các cái chương trình đào tạo để nâng cao năng lực cho bản thân. Cái thứ hai là chúng tôi hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và kỹ năng nghề nghiệp, rồi hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo dựng một cái nghề nghiệp ổn định, có thu nhập ổn định để có tiếng nói trong gia đình cũng như trong xã hội. Và thứ ba là chúng tôi phải giám sát, đề xuất chính sách để có một cái cơ chế chính sách tạo cái cơ hội cho phụ nữ để tham gia các cái hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như các cái hoạt động cộng đồng. Và thông qua các hoạt động đó thì người phụ nữ sẽ có thể thể hiện được năng lực của mình
rồi chúng tôi có thể tổ chức kịp thời biểu dương khen thưởng những cái tấm gương tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua, xây dựng các cái mô hình để cụ thể hóa các cái phong trào thi đua này phù hợp với từng địa phương và phù hợp với lại cái chủ đề năm, thế rồi phù hợp với lại cái đặc thù của thành phố Hải Phòng. Vâng, những phụ nữ có tri thức, có sức khỏe, có đạo đức, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội và với đất nước, đó là những hình ảnh thật là đẹp phải không ạ? Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của báo Hải Phòng Điện tử. Và nhân dịp này thì xin được gửi tới đồng chí cũng như là toàn thể hội viên Hội Phụ nữ thành phố lời kính chúc sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.